Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp thực hiện kỳ định số 03 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong quý 1 năm 2024. Tại hội nghị, thay mặt ba lực lượng, Công an quân sự biên phòng, Đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong quý I năm 2024, góp phần giữ vững tình hình quốc phòng an ninh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các lực lượng tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả trong trao đổi thông tin, phối hợp nắm phân tích dự báo tình hình trên các lĩnh vực đối tượng địa bàn trọng điểm xây dựng triển khai kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân quốc phòng toàn dân vững chắc